tư vấn bán hàng một số đại lý chào bán các dòng xe sản xuất năm 2022 với giá giảm mạnh so với niêm yết. Tuy nhiên, số lượng xe được cho là không còn nhiều và màu sắc có thể không đa dạng. Tư vấn bán hàng của Subaru cho biết, những mẫu Forester đời 2022 không phải bản nâng cấp ra mắt hồi tháng 10 vừa qua, hiện được giảm giá đến hơn 200 triệu tùy phiên bản. Cụ thể, phiên bản ESI Size 2022 được giảm giá 238 triệu, trong khi thế hệ mới chỉ được giảm 10 triệu thậm chí, phiên bản IL còn được giảm đến 278 triệu. Trong khi đó, một số tư vấn bán hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chào bán chiếc Grand i10 với mức giảm khoảng 70 triệu cho phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này. Theo đó, Grand i10 AT được chào bán với giá khoảng 385 triệu, trong khi giá niêm yết của xe ở mức 455 triệu. Tuy nhiên, tùy theo lượng xe tại đại lý, người dùng có thể không chọn được màu xe như mong muốn. Không chỉ Grand i10, nhiều dòng xe khác trên thị trường vẫn còn xe sản xuất năm 2022. Một số tư vấn bán hàng cho biết Santa Fe hiện cũng còn một lượng nhất định xe sản xuất năm ngoái, tuy nhiên màu sắc không đa dạng. Mẫu Santa Fe dầu tiêu chuẩn số VIN năm 2022 được giảm giá khoảng 50 triệu tại đại lý, trong khi phiên bản cao cấp thậm chí còn được giảm tới 135 triệu. Santa Fe sản xuất năm 2022 không khác biệt so với xe sản xuất năm nay, nhưng giá giảm khá nhiều. Tâm lý mua xe sản xuất năm cũ khiến người dùng e ngại. Do đó chúng tôi giảm giá với số lượng ít xe còn lại, để đẩy hàng tồn tư vấn bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh nói. Ngoài Grand i10 và Santa Fe, nhiều mẫu xe Hyundai khác cũng đang được các đại lý xả hàng tồn với mức giảm giá sâu, điển hình là Stargazer giảm giá tới 70 triệu. Sau khi giảm giá, Stargazer có giá khởi điểm chỉ 515 triệu, hai bản còn lại là 605 triệu và 615 triệu. Đây là mức giá thấp gần nhất phân khúc, chỉ cao hơn Elgaga được giảm còn khoảng 495 triệu so với Spander, giá bán thực tế của mẫu MPV Hàn Quốc thấp hơn tới 40 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn. Ở phiên bản 7 ghế cao cấp nhất, Stargazer cũng rẻ hơn Spander tới 43 triệu. Việc các dòng xe sản xuất năm cũ giảm giá mạnh trong năm 2023 là hệ quả của nhiều yếu tố, từ việc xe mới cũng giảm giá nhiều ở hầu hết phân khúc cho đến sự cạnh tranh giữa các đại lý tư vấn bán hàng. Với những người dùng không quá đắn đo đến việc xe bị mất một đời, các dòng xe sản xuất năm cũ có thể coi là món hời vì tính năng dường như không khác biệt so với xe sản xuất năm 2023